Cách đảo chiều hộp tiết kiệm điện tiên ma. Bấm B và dấu cộng. Giá B02. Chúng ta bấm B tiếp. 0 là quay theo chiều vắt sổ. 1 là quay theo chiều 1 kim. Bây giờ bấm S để lưu. Bây giờ máy đang quay theo chiều vắt sổ. Mình sẽ bấm cho máy quay đổi đảo theo chiều 1 kim. Nó đã đảo theo chiều 1 kim.